Đám cưới Hoàng Gia Đức bị gián đoạn vì cô dâu ngất xỉu. Đám cưới Hoàng Gia Đức bị gián đoạn trong thời gian ngắn sau khi cô dâu bất ngờ bị ngất xỉu trong lúc cử hành hôn lễ. Đám cưới Hoàng Gia Đức của Hoàng tử Ludwig xứ Bavaria hay Công quốc Bayern với cô Sophie Alexandra Evekin đã diễn ra tại nhà thờ Titin ở thành phố Munich vào ngày 20 tháng 5. Tham dự lễ cưới có khoảng 700 vị khách. Hoàng tử Ludwig, 40 tuổi, đã cầu hôn cô Sophie, 34 tuổi. Khi cô còn đang theo học tiến sĩ tại Đại học Oxford vào mùa hè năm 2022, theo tạp chí Town & Country, tờ Bi đưa tin, lễ cưới của cặp đôi đã phải tạm dừng một thời gian ngắn sau khi cô dâu Sophie bị ngất xỉu. Một vị khách dự đám cưới cho biết, cô dâu bất ngờ ngã ngửa ra phía sau và chú rể đã đỡ được vị hôn thê. Các phù rể vội vã chạy đến để hỗ trợ. Chúng tôi rất vui khi cô ấy nhanh chóng khỏe lại, nguồn tin cho biết thêm. Theo tờ Bi, cô dâu cảm thấy khỏe hơn sau khi uống một ngụm coca, nên sự cố chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó, cô dâu đã cùng chồng vẫy tay chào đám đông tham gia lễ cưới. Chiếc váy cưới hoàng gia được thiết kế và may riêng cho cô dâu Sophie đến từ thương hiệu nổi tiếng Rem Acra. Trong khi đó, chiếc khăn voan che mặt do một nhà thiết kế người Ukraine thực hiện. Tiệc chiêu đãi của cặp đôi do người anh họ của hoàng tử Ludwig là công tước Franz xứ Bavaria chủ trì và diễn ra tại cung điện Nymphenburg xa hoa. Hoàng tử Ludwig là con trai cả của hoàng tử Leopold Ralachat của vị vua cuối cùng xứ Bavaria Ludwig III. Cô Sophie sinh ra ở Singapore trong một gia đình người Canada gốc Hà Lan.